Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Tin Tức Mới. Và sau đây chúng ta cùng điểm qua những thông tin ngày hôm nay quý vị nhé. Fan bồi hồi xem video Phi Nhung nhắc khéo đồng nghiệp tình tế nhận con nuôi do mình sinh ra. Dù đã qua đời, tuy nhiên những khoảnh khắc lúc sinh thời của Phi Nhung vẫn khiến nhiều người xúc động mỗi khi xem lại. Ngày 15 tháng 11, theo lễ cúng thất 49 ngày của ca sĩ Phi Nhung, cũng được gia đình và người thân tổ chức long trọng ở Mỹ, tại Việt Nam, buổi tưởng niệm giọng ca bông Điên Điền diễn ra tại chùa Pháp Vân, rất nhiều nghệ sĩ có mặt để thăm viếng cố ca sĩ Phi Nhung. Mới đây, trong một đoạn video của cố ca sĩ lúc sinh thời, bên Wendy Phạm cùng các con nuôi được chia sẻ lại, khiến nhiều người càng thêm thương xót. Cụ thể trong đoạn clip, Phi Nhung xuất hiện cùng các con ruột và con nuôi trong buổi fan meeting. Vào mấy năm trước, trên sân khấu nữ ca sĩ giới thiệu từng người con của mình trước khán giả khi MC giới thiệu và hỏi Phi Nhung có phải con nuôi Đức Trì là có người mang đến chùa để phải không? Nghe thấy vậy, nữ ca sĩ liền nhắc MC, đừng nói đến xuất thân không may mắn của các con mình, đừng nói vậy tội nghiệp sau Phi Nhung đẻ. Câu trả lời của cô ca sĩ khiến nhiều người xúc động, có lẽ với cô, các con nuôi cũng được xem như con ruột của mình. Hơn nữa trước mặt cậu bé, Phi Nhung không muốn con nghe được những điều như vậy. Sau câu trả lời của mình, Phi Nhung cũng nhanh chóng chuyển chủ đề, hỏi cô bé con nuôi Phi Như của mình rằng tại sao mũi con lại thấp. Do đứng trên sân khấu xấu hổ, Phi Nhung đã trả lời luôn giúp con. Đó là vì mẹ đẻ con ra đau quá, xong mẹ nín lại, để lại lỗ mũi của con tẹt. Câu trả lời hài hước của Phi Nhung cũng như một lời khẳng định cô xem tất cả các con nuôi đều như do chính mình sinh ra. Trước đó trong buổi livestream tưởng nhớ cố ca sĩ của trung tâm ca nhạc hải ngoại cũng hé lộ nhiều điều bất ngờ về Phi Nhung. Người chia sẻ chính là sư cô Thích Nữ Minh Viên, hiện là trụ trì chùa Pháp Lạc, đồng thời cũng là người đồng hành với Phi Nhung và hai ba người con nuôi. Sư cô và Phi Nhung đã chung tay xây dựng ra mái ấm vòng tay dưỡng tử. Sư cô cho biết trong một chuyến đi từ thiện tại Bình Phước, khi lên đó gặp bà con nghèo khổ nên Phi Nhung muốn làm gì đó giúp cho đời. Cô quyết định thành lập cơ sở để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Để có tiền trang trải cho mái ấm này, Phi Nhung đã tự bỏ tiền cắt xê đi hát và bản đĩa để duy trì. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn cùng sư cô nhặt hạt điều bóc vỏ thuê với giá 8.000 đồng 1kg để duy trì. Sau khi Phi Nhung mất, sư cô cho biết chưa có mạnh thường quân nào lên tiếng hỗ trợ cho các con nuôi cô. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!